Ôi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay mấy cây thả lá ruộng nha các bạn. Khu vực này ở huyện Long Điền nha, thuộc về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Đang chém lá nha. Dáng này là 4 mét. Dáng quá bự ha. Đi một đường mướt luôn các bạn. Ruộng này là trục bữa nay là xả đồng loạt luôn nha các bạn. Đám này xả rồi nha. Đám này thì chưa. Bữa nay đang kéo láng rồi xong rồi đánh đường nước là xả nha. Chiều nay là xả. Bên này xả rồi nha các bạn. Lúa lên thấy hơi xám xám rồi nè. Có cái đường điện cao thế đi qua. Kéo một cái là đầy cái mô dáng luôn nha các bạn. Trình ghê không? Kéo ở trên cao xuống chỗ trũng, chỗ thấp. Dựng dáng vậy nghe là đầy luôn á. Đây cũng có mấy cây đang thả láng nữa nè. Đây là khu vực Long Điền nha. Nóc nhà mình thấy xanh xanh là bầu thành đó. Cũng có mấy cây đang trục ruộng nha. Tuyến đường từ Bầu Thành về Đất Đỏ nè nha các bạn. Tuyến tránh nè.
này không có bình đám nha các bạn, nhờ mấy cái tay này nó sửa mới bình. Chới rồi chọc rồi nó cũng dung dòng lên, nó cũng đâu có liền nữa. Giờ thả láng lại mới liền nè. Kéo nè. Dòng xuống đây là cái dưới đây là cái trũng nè. Đó, trũng nó có nước nè. Về xem chơi mà. À, đủ ruộng nha. Đủ ruộng hỏi mình quay lên đài hay sao. Tại ở đây họ làm ít thấy có ai đi quay phim các bạn. Thấy mình quay tưởng đâu cũng đài truyền hình hay gì. Quay để chia sẻ về nông nghiệp ở nông thôn quê mình nha các bạn, cho các bạn xem nha. Giờ là vô vụ rồi, vụ này là ăn lúa hè thu xong bây giờ xạ lại nha các bạn. Kéo láng xong nó đánh đường nước luôn. Đây có cua ốc bu nha các bạn. Anh này anh đi bắt cua nè. Đó, trứng ốc bu vàng nè, quá trời không. Màu hồng đẹp ghê. Tuyến đường mới nha, con lươn sơn màu đẹp ghê. Đầy môi dáng luôn, quá trình non luôn. Quốc lộ 55 ở đây mình thấy xe chạy nha. Ờ,
Rồi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.